Rời xa bao ước mơ tuổi thơ, người ơi biết nói sao cho vừa, bơ vơ một ngày mai sắc hồng, tìm về một tình yêu thủy chung, đời không như ước mơ thầm mong, tình yêu đã chết trong cõi lòng, đêm về lặng im trong tái tình, dạ rời đời sao lắm não nề. Đắng cay vô vàn xuyên kiếp lỡ lang, giờ đây trong phút giây bình yên chợt nghe thương xót bao kỷ niệm, đời mình tựa mùa thu lá rơi, mơ về một mùa xuân. Ông nói thằng hai đưa xe hơi tới đây chờ sẵn để đưa cô vô Nhà Trắng cho kịp giờ học, rồi quay xe về rước bà đi chợ Bến Thành. Dạ. Làm công chuyện xong chưa? Dạ, còn lau bàn lau ghế. Mày làm sao chậm quá? Nhà tao sáng mở mắt ra là nó nhiều việc lắm, phải nhanh tay một chút mới được. Dạ, tại cháu chưa quen, mai mốt quen việc cháu sẽ làm nhanh hơn. Ừ, thôi được rồi, chuyện bàn ghế để đó lao sao. Bây giờ mày rửa tay cho sạch sẽ rồi mặc quần áo cho cậu Trinh, cậu Tường, lấy bánh mì với sữa cho hai cậu ăn. Xong á, mày theo ông Cao đưa hai cậu tới trường cầu kho để cho biết đường, đằng sau này đưa rước một mình. Dạ. Chết tôi rồi, quần áo đi học của tôi đụng nó nên dơ hết rồi, làm sao tôi đi học đây? Ba coi, nó còn dám lấy cái nùi dẻ này lao lên người tôi nữa nè. Thôi mà, thôi mà, con muốn dạy nó lúc nào cũng được. Bớt giận đi con, đi học, kẻo thôi trễ giờ. Nết của cô Liên Hoa là vậy á, người ăn kẻ ở trong nhà này ai cũng bị cô chửi mắng. Đừng nói đâu xa, tôi nè,
đáng tuổi cha chú của cổ. Vậy mà nhiều khi cổ nói nhiều câu tôi nghe muốn rụng rời luôn vậy. Thôi, em đừng có buồn. Mình ráng làm cho tốt công việc của mình thì ai muốn la rầy mình cũng khó. Tôi bị đánh bậy. Ông là người dân mà còn biết an ủi, trong khi ông là chú ruột mà ông nói năng gì hết. Có chuyện gì á, về nhà rồi tính. Đừng khóc lóc ngoài đường, người ta thấy kỳ lắm. Hồi đó con vú của thằng Tường cũng bị la rầy rồi ra đường khóc lóc chị em vậy nè. Bà chủ biết được, đuổi liền ngay trong ngày hôm đó. Bà nói khóc lóc như vậy tức gieo tiếng oán cho nhà bà, là đối xử không tốt với người ăn cái ở. Bà ghét lắm. Trường học ở đằng kia kìa, em đưa mấy đứa nhỏ tới trước cổng trường, tụi nó tự vô. Tôi đứng đây tôi chờ. Tự nhiên hôm nay đi thấy mệt quá. Khuya rồi, sao con chưa đi ngủ? Còn ngồi viết gì đó? Con đã viết thơ cho em Phục. Nó đi chừng độ được một tuần, đã lâu lắc gì đâu mà thư từ cái nỗi gì không biết. Mới có một tuần mà con tưởng như cả năm. Thôi, má vô ngủ đi, con viết vài hàng nữa là xong rồi. Có chuyện gì vậy? Hỏi má thì biết. Con Phục đâu? Dạ. Mày ra xe ôm mấy gói đồ vô cho tao. Dạ. Có chuyện gì mà mặt mày liên qua chầm dầm vậy? Ông cưng nó quá rồi nó hư. Mà có chuyện gì mới được? Sẵn xe đi đón nó, tôi kêu shopper ghé chợ để tôi lấy quần áo mai cho con Phục. Nó chờ có chút xíu mà nó như vậy đó. Con với cái riết rồi coi không được chút nào hết. Bà mua gì mà lục cục lòn hòn ba bốn gói vậy? Tôi mướn người may đồ mới cho con Phục. Xong rồi, bây giờ lấy về cho nó mặc. Mày mở mấy cái gói đồ ra mà coi. Sao, mày thấy được không? Chưa hết đâu. Thím có mua một đôi khoen cho con đây. Bây giờ mày đi sửa soạn cho dáng khéo. Xong rồi thử quần áo, đeo đôi bông thím coi. Dạ. Sao bà cho nó nhiều quá vậy? Có bao nhiêu đâu mà nhiều. Đôi bông á đáng chừng đồng rưỡi chứ mấy.
Nhưng mà thở nay nó thấy chứ chưa được đeo lần nào. Bởi vậy ông không thấy nó mừng như được đôi bông hột xoàn hay sao? Người ta thường nói mật ngọt thì chết rồi, kim tiền thì hay mê chúng. Mình tốn có ít thước dải với đôi bông tai à, mà khiến nó sanh mối cảm ở trong lòng. Nó yêu thương kính phục mình như trời như biển. Như vậy mình đâu có thiệt. Ông cũng phải nghĩ đến chuyện nó là cháu ruột của ông. Cho nó ăn mặc trang sức như vậy á, người ta mới không có nói mình lợi dụng tình máu mủ, rước con cháu lên làm kẻ ăn người ở. Bà nói phải đó. Tôi thấy con nhỏ này được lắm. Nó đưa rước hai đứa nhỏ thì ân cần, sốt sắng. Mà về nhà thì chẳng bao giờ chịu ở không. Quét nhà, quét cửa, lau bàn, lau tủ. Trưa nắng thì lo giặt đồ đem phơi. Chiều mát thì lo tắm rửa sắp nhỏ. Đã vậy rồi còn lo trầu nước. Ban đêm còn lo đấm bóp cho bà. Nó làm không hở tay, vậy mà nó không than thở gì hết trơn. Mày có sắc sẵn nên mặc quần áo mới vô càng đẹp đẽ bội phần. Mày nhìn chú mày kìa thì biết tao nói như vậy á, là đúng hay sai. Quên nữa, mày chờ tao một chút. Có một cái đồng hồ. Hồi trước sắm cho con vú của Tằng Tường. Vú thôi ở, thím mày giận đòi lại. Đâu mày đeo thử luôn coi có vừa không. Đeo vô đi. Bàn tay của mày no tròn nên đeo cái đồng hồ khích khao, coi vừa lắm. Nếu vừa thì lấy mà đeo. Xong đeo là phải giữ, đừng là mốt méo. Chiều nay lối 5 giờ, có bà hộ ở trong chợ lớn ra chơi. Mày coi lo chuyện nhà cho xong sớm, để còn lo trà nước cho khách. Nhớ ăn mặc đẹp đẽ như vậy nha. Bả có thằng con trai cũng đang đến tuổi lấy vợ. Thấy mày ngộ đứa như vậy, biết đâu bà hỏi cho con bà. Úi dạ, cháu tôi tự nhiên thành con dâu bà hộ ngang xương. Vậy thì sao được? Vậy là phước của nó. Ông á không mừng thì thôi, còn ở đó nói được với không được. Nói chơi vậy mà biết ta có hỏi không? Mà biết nó có chịu hay không? Chịu là cái chắc rồi. Mới nhắc mà nó đỏ mặt lên rồi kìa. Thôi bây giờ chú thím lên lầu. Mày nhớ mấy cái chuyện mà chú thím dặn đó đã. Dạ. Em có thơ với cái lạy gửi lên nè. Nè, nó có mừng không? Được đeo bông tai, đeo đồng hồ, lại còn được mặc áo quần mới, sao lại không mừng? Tôi nói lá thơ kìa. Nhận được thơ rồi nó có mừng không? Nếu lúc này vợ chồng cây thùng kim lên khóc lóc năn nỉ xin nó trở về thì dẫu nói thế nào chắc nó cũng không chịu. Thank you.
Mày làm cái gì mà lâu vậy? Để tao trúng gió chết rồi mày thế chỗ hả? Có bà hộ trong chợ lớn ra chơi, tôi phải lo trầu nước. Lúc nghe kêu tôi mắc chế nước nên không nhân lời mau lẹ được. Đồ chó, tao kêu mày ở riết ngoài đó, bây giờ còn dám cãi lời hả? Mày hổ quá Liên Hoa. Để tụi mét chú thím cho mày coi. Mày mét hả? Thay kệ cha mày, tao không sợ đâu. Đồ ngựa. Vậy à? Thưa dạ. Thím, Liên Hoa nó hổn quá, nó dám lấy quần đập lên đầu cháu. Nó còn chửi cha cháu. Nó chửi cháu là đồ chó, đồ ngựa. Ê, nó chửi mày tới kệ mày. Cái tuồng mặt mày không đáng để nó đập quần trên đầu hay sao? Đồ vô phép. Có khách mà mày theo làm rộn, không để nói chuyện. Còn đứng đó hả? Biểu thằng Hai lấy xe đưa bà hộ về chợ lớn. Lẹ đi. Dạ. Bà có thấy con Phục ở đâu không? Dạ, nó đang ngồi khóc ở dưới nhà sau á. Ra đây, tao muốn nói chuyện với mày. Trời ơi, nhà này riết là loạn hay sao mà. Hồi nãy mày vô phép quá. Tao đã nói mày rồi, nhà tao là nhà sang, ăn ở phải có lễ nghĩa. Trước mặt khách sao mày dám kêu tao bằng thím? Sao mày dám kêu cô Hai bằng con Liên Hoa? Tao nói một lần này nữa cho mày biết, nếu như mày muốn ở trong cái nhà của tao á, thì mày phải kêu Liên Hoa bằng cô Hai. Mày phải kêu hai đứa nhỏ bằng cậu ba cậu tư, chứ mày không được phép kêu con nọ thằng kia nữa. Hồi nãy tại sao con Liên Hoa nó chửi mày hả? Thưa, hồi nãy cháu mất đi chế trà cho khách uống, còn cô Hai đi tắm. Cô Hai kêu đi lấy quần áo mà cháu mất chế nước nên phải trễ một chút. Vậy mà cô giận cháu, cô mắng chửi cháu. Dữ không? Chuyện nhỏ mọn vậy mà cũng thưa gởi lộn xộn. Nó biểu lấy quần áo cho nó thay, sao lấy mau, để lạnh nó đau rồi sao. Mai mốt đừng dạy gì nó nghe chưa. Bánh canh cho thằng tôi đi chị. Nè, đừng có chạy.
chạy đuổi té tôi bị rầy đó. Con chó sao mày dám rầy tao? Mày hổng hả Tường? Sao mày dám kêu chị Phục là con chó? Mày hổng, trời đánh mày đó. Để tao về biến má cho mày coi. Mày binh nó, mày xô tao. Mày có giỏi thì về mét đi, tao làm chứng cho chị Phục. Mày hổng, lại còn không he mét nữa hả? Nó đánh chị có sao không? Tuy chị bị đánh chửi, nhưng em Binh là chị hết phiền rồi. Chị nói thiệt không? Thiệt mà. Sao hồi sáng tới giờ em thấy mặt chị cứ buồn buồn? Tại chị nhớ việc hôm qua đã bị chửi mắng, còn bị vỡ trách, nên trong lòng không được vui. Chị đừng buồn nữa. Em cho chị hai xu nè. Làm ly nữa anh hai nhé. Ừ, cho hai ly nữa anh. Dạ. Trinh lỡ tay xô em, chứ không cố ý đâu. Em đừng giận. Bây giờ mình tới trường, không thì trễ học đó. Đi làm nữa. Khoan đã ông ơi, buổi nay tao trễ học là tại mày, tao về miếng máy cho mày coi. Đi vô mau lên, đã trễ mà còn ở đó trộn rộn tràn đàn. Em ở với ông bà chủ tăng phải không? Em ăn bánh canh không? Bánh canh bữa nay ngon lắm. Tôi không ăn đâu. Không sao đâu mà, nếu không có tiền á thì qua bán chịu cho. Em ở với ông bà chủ phải không? Qua biết, có gì đâu mà ngại. Chị múc bao nhiêu đây? Hai xu. Tôi ăn rồi mai mốt tôi gặp chị nữa tôi trả tiền nha. Được mà. Chị em thứ một hai xu mà nghĩa gì, dầu không trả cũng được. Chị bán chịu vậy rủi gặp nhiều người xấu, họ ăn xong muốn trả tiền, chị cục vốn sao? Tôi coi theo người mà tôi bán chịu chứ. Nói vậy thôi chứ hôm nay tôi có mang theo tiền. Ăn xong tôi sẽ trả tiền đàng hoàng. Em ở nhà ông đó sướng hay là cực? Không phải ở mà. Coi, qua thấy em ở trỏng đó, ở trong cái nhà lầu cũ trên đường Nguyễn Tấn Nghiệm chứ đâu. Phải, tôi ở trong đó mà không phải ở đợ. Vậy chứ ở làm sao? Tôi là cháu ông Tăng, kêu ông bằng chú ruột. Cháu ông chủ hả? Ừ. Nói thiệt chứ, cháu ruột đó. Cha tôi hồi trước là anh ruột của ổng. Cha má tôi mất, chú thím kiếm đem về nuôi đó. Cháu ổng sao mặc đồ vải đi chân không? In như là ở đợ vậy đó. Em đừng có chịu. Em về em nói với ổng á, sắm hàng lụa cho em mặc, mua giày dép cho em mang. Ông chủ ổng giàu sang, con gái ổng mặc đồ tốt, đi xe hơi. Còn ổng á, ổng cho em mặc đồ như là ở đợ vậy.
Đâu có. Rước tôi về, thím tôi mua may quần áo này cho tôi mặc đó. Hỏi dưới ruộng, làm gì tôi có đồ tốt gì mà mặc. Tốt lành gì, đừng thèm. Hồi trước em ở đâu? Tôi với Cai Lậy á. Em á, nghe lời qua đi, về đòi mua áo quần hàng cho em mặc, mua giày dép cho em mang. Cháu ông chủ gì mà đeo bông khoen, về đòi sắm bông hột sòn mà đeo. Ai mà dám. Bộ em sợ vợ chồng ông đó lắm hả? Sao lại không sợ? Hay đánh em lắm hay sao? Không có đánh. Chú thím tôi chỉ đầy chút đỉnh à. Mà có đứa con gái lớn với thằng con trai nhỏ, nó hổn lắm, nên nó hay đánh chửi tôi. Hai đứa nhỏ nó hổn như vậy mà ổng bả hổng rầy nó hay sao? Không, chú thím tôi cưng nó lắm. Con là máu, cháu là mủ. Tại em nghèo nàn côi cút nên mới bị hất hủi cái thân như vậy. Chứ thử em giàu coi, họ mà nuôi em trong nhà, họ có bắt em làm công chuyện vậy không? Không có làm gì nhiều cho lắm. Phần tôi á thì đưa rước hai đứa nhỏ đi học, về nhà thì quét nhà, quét cửa, lau bàn, lau ghế, giặt đồ, tắm rửa cho sắp nhỏ. Có khách á thì lo trầu nước, thay ống nhổ. Tối á thì đấm lưng với bóp chân cho thím tôi. Vậy thôi. Trời đất, công việc em làm quá hơn là công việc của đầy tớ. Vậy mà em nói là không làm gì nhiều lắm. Vậy chứ em đòi làm giống gì nữa? Công việc làm thì không cực gì cho lắm. Tôi phiền, có hai đứa nhỏ nó mắng chửi tôi. Nuôi mà biết thương kìa. Cho em ăn học, làm cho em sung sướng tấm thân. Chứ nuôi mà bắt em làm công việc như đầy tớ, lại khỏi trả tiền mướn, đó là lường công. Chứ nuôi giống gì. Đừng thèm ở. Qua coi em lịch sự lắm, mặt mày trắng trẻo, tay chân dịu nhiễu. Em chỉ cần đi theo Qua thôi, Qua gả em lấy chồng chắc là sung sướng lắm. Tôi còn nhỏ mà lấy chồng giống gì. Lớn đại rồi còn gì. Mà năm nay em mấy tuổi? Tôi 17 tuổi. Tết này mới 18. 17, 18 tuổi, còn nhỏ gì nữa. Cỡ này lấy chồng thì được rồi. Nhiều người bằng tuổi em còn có con có cái đùm đùm đề đề nữa đó. Nói thiệt nha, qua nhìn cái sắc của em đó, nếu mà có đồ ăn mặc thì mấy ông mấy thầy họ thấy họ chết. Thời này con gái có sắc đẹp, lo gì mà không sung sướng. Người đó là cô hay kêu, Qua biết rành cổ lắm. Bữa nào em rảnh ra nhà Qua chơi. Nhà Qua với cầu Rạch Bần á, ra tại cầu đó hỏi nhà chị Ba có bán chè bán bánh canh, ai cũng biết hết á.
Lại xá anh hai đây nè. Bộ quên anh hai rồi sao? Thưa anh hai. Cái giường này thuở nay để trống không ai ngủ. Ông quét dọn lại để làm gì? Tôi cũng chưa biết nữa. Quét dọn cho sạch sẽ đi. Rồi chạy lên lầu, vác tấm nệm lớn xuống đây mà trải. Dọn cho cậu hai ngủ dưới này, đặng ban đêm cậu học cho thoải mái. Dạ. Phục, mày đứng đó làm gì? Lên lầu vác tấm nệm xuống đây. Dạ, có người đi vác rồi. Đúng là tấm nệm này rồi. Mỗi người ta phụ trải cho nhanh. Hai dượng cháu đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên ông bỏ vô đây. Làm gì mà ở trong này lâu vậy? Ông không thích nói chuyện với cháu tôi hả? Quy, đâu có. Tôi vô trong này chỉ dẫn việc trải nghiệm mà. Chuyện đó để tôi lo. Ông ra ngoài đi. Sẵn có đủ mặt mọi người ở đây, tôi dặn điều này. Người ngồi ở ngoài trước á, đang nói chuyện á, là cháu của tôi. Mọi người á, phải kêu bằng cậu hai. Thuở nay cậu học trường trung đẳng Albert Saro ở ngoài Hà Nội. Thi tú tài á, đậu được lần thứ nhất rồi. Nay nghe trường trung đẳng Sassalulupa ở Sài Gòn á, mở đủ các lớp học thi tú tài. Cho nên cậu về, rồi xin vô đó học thêm một năm chót. Đặng thi lần thứ nhì mà lấy bằng cấp tú tài cho nó hoàn toàn. Nhưng mà cậu ở trong trường tù túng, nên cậu tính ra ngoài, mua chiếc xe máy mỗi bữa cởi đi học cho nó thông thả. Trong lúc cậu ở đây, mọi người phải vui vẻ để cho cậu sai khiến. Không được để cho cậu phiền lòng, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Dạ. Dạ. Nè, ông theo nhà này lâu năm, vậy ông biết cậu hai này là người ra làm sao? Ông làm ơn nói cho tôi với em Phục đây được rõ, để còn biết đường mà hầu cậu. Cậu này á, tên là Võ Phi Hùng, là con trai lớn của thầy hội đồng Võ Phi Thành ở miền Cây Dồn dưới Cần Thơ á. Bà chủ á chỉ có một người anh trai và một người em trai mà thôi. Anh á là thầy hội đồng Võ Phi Thành, còn em á là Võ Phi Lung, mới được cấp bằng làm cai tổng nè, cũng ở Cái Dồn. Cậu á là Hùng, con trai của thầy hội đồng thành, kêu bà bằng cô ruột. Bởi vậy cậu xin ở đậu mà đi học, đã có tình cô cháu mà cha mẹ cậu thì lại giàu sang, tự nhiên cậu được niềm nở trọng đãi nên chịu cho ở liền à. Cũng là một hạng cháu, mà cháu của ông hèn hạ như tôi tớ, lại còn bị đánh, bị chửi. Còn cháu của bà được hậu đãi như thượng khách, được ngủ giường sắt, nệm ngon, được ăn cơm chung. Có cháu của bà thì cháu của ông còn cực thêm nữa. Nội cái chuyện giặt đồ không đã mệt rồi, nào là khăn vớ áo quần mà đã hết đâu, còn phải đánh nón, đánh dài cho cậu nữa. Vậy còn em? Thank you.
Phúc à, Phúc ơi, Phúc,
Phục ơi. Phục. Phục à. Phục. Hả? À, có chuyện gì mà phiền cậu phải vô đây? Sao cậu không kêu tôi ra hầu? À, Phục à, hồi sớm mời tôi đưa cái khăn mua xoa cho em giặt, rồi em để đâu? Trời mưa, muốn sổ mũi quá. Dạ thưa, tôi giặt rồi. Tôi xếp, tôi để trong giường cậu á. Sao tôi không thấy kìa? Cậu không thấy hả? Để tôi đi lấy cho. Đời không như ước mơ thầm mong, tình yêu đã chết trong cõi lòng. Đêm về lặng im trong tái tê, dạ rời đời sao lắm não nề. Giờ đây trong phút giây bình yên, chợt nghe thương xót bao kỷ niệm.